lộn xộn đủ hết theo đó. Nhưng cái mà thằng đó là gì, bố tao nói cầm gì được không? Mệt không? Bố cầm lấy ông khi tổng thống Mỹ sang Việt Nam ăn bún thịt nướng mà đi rất là ung dung nha, đúng không? Nhưng mà tổng thống Mỹ sang các nước kia, trời ơi, làm sao, phải là cận vệ tới dân, chân tới tay đấy, phải đi Cái trước này đi sau cái thấy cái đất nước Việt đây Nam này mình. cái này mày nói thì tôi đúng 100%, nhưng mà tao bổ sung thêm cái chỗ này nè. Mày phải hiểu một cái điều này là tất cả các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới đó, cái quốc gia nào mà cận vệ đông chừng nào thì cái thằng cha mà nguyên thủ quốc gia đó, là người dân rất ghét chừng đấy, nó tỷ lệ Đúng rồi, thuận. Mày hiểu tôi nói không? đúng rồi, đúng rồi. Đó là một cái câu mà ta nói cho mày nghe, hết quốc gia nào mà nguyên thủ quốc gia nào mà đi mà có escort và có barre, có đầy đủ mật vụ mật thám, mà càng càng đông chừng nào thì cái anh cha nó bị dân ghét gì rồi đấy. Mày để ý gì? Bởi ghét tao mới sợ mới xác. Đúng rồi, Mày hiểu tôi nói nhiều không? nhiều đối Có rồi một. vì cho đó mà đất nước nào mà không có hoặc là có ít cái người cận vệ, có để cận vệ là có phải có, là bởi vì có những cái chuyện mà ví dụ như là nhờ cái này nhờ cái kia đấy, nó chuyện chuyện không có, nhưng mà phải ít ít chừng nào thì người dân nước đó lại càng thương cái vị nguyên thủ quốc gia đó. Thì bởi vì khi họ thương thì họ không nghĩ tới cái chuyện mà đi bắn ám sát là cái gì cả, bởi vì người ta đang làm tốt cái nhiệm vụ của họ mà. Ví dụ thấy không, rồi ta mình dẫn chứ một cách được cái sự an ninh của Việt Nam mình biết, cha thủ tướng Canada hay cái gì đâu, cha đi ra bờ hồ Gươm buổi sáng chạy bộ tập thể dục nữa chứ đồ quá, cha nào ta cũng quên mẹ rồi, đúng không? Mày ở nước của anh trả đó, nước của anh trả đó, chả dám làm gì đó không, đừng có nói nước với nước mình, nước anh trả đó dám đi bộ ra mà kêu chạy tưng tưng gì không, nó bắt như vỡ sọ rượu Ở khổ tụi Việt bay. Nam mình á, con thấy riêng con người được cái quyền thoải mái tự Đúng do đi đúng lại như rồi, thế, cái để tao đó là nói thấy hạnh phúc rồi. bởi vậy tao mới nói hồi nãy đầu live, tao mới nói cái câu chuyện bây giờ tao mới hiểu được là cái lý do lại làm sao mà tao mới nói cái câu là camera chạy bằng cơm mà người dân Việt Nam mà chạy cùng đường rồi chứ. Ở đây là có những thành phần rất là buồn cười, họ tự nguyện làm những cái chuyện mà họ không không phải là trách nhiệm của họ, chứ hay những cái đội săn bắt cướp á, quận nào tao thấy nó cũng phải, nó cũng lên nó rượt làm đủ rồi mà đâu có ai bước đâu, không họ tự nguyện họ làm. Thì nhớ người như vậy thì hỏi mày 9-100 triệu dân mình thì họ làm sao mà không có cặp mắt luôn mà đi, mày chỉ cần người lạ mà vô có vô mà vô cái xóm đó mà thấy có điều khả nghi là đụng thì 100 con mắt nó vô mày rồi được không, đấy chưa gỗ lắm cái gì, người dân Nam là không ai qua mắt được đâu, đúng, bởi vì nó khổ tao nói mày rồi, đúng, người nó hay chứ đó, Thì mà hình như được ở ở bên bố ngoài nó cầm cũng biết có cái ở đội, ở bên ngoài hình như cũng có đội FBC SBC bên ngoài có luôn á. Ừ bên rồi ngoài anh có. sao Thì tôi quan anh nói Việt gì Nam có một câu như này, bố này, Việt Nam có một câu nói là này, giờ gì mỗi người dân là một chiến sĩ đấy, mỗi chiến sĩ là một người dân đấy, cho nên là người dân thì là chiến sĩ, mà chiến sĩ lại là người dân, cho nên là nó ở điểm đấy đấy bố ạ. ta Mỗi nói cho người mày nghe, dân là một chiến sĩ. để tao nói cho mày nghe, tao tao cũng mơ hồ quá, tao thấy có nguồn tin là nó thấy có nhỏ Thùy Dương về bên Na Uy nó về, thì tao vô tình tao gọi điện thoại về cho cái bà bạn tao ở Việt Nam á, bà gặp đàn bà nhá, đâu nó về nào, tao không biết nó về, đụng tôi giác guốc ra, đùa tôi nước tôi chờ nó ngồi từ từ duy nhất đùa quá hỏi làm gì, đùa tôi quýnh nó bỏ mẹ nó quá cười với bà chửi tôi. Tao hỏi Mà thăm tin rồi, tao hỏi phải thiệt vậy không chị, mà nói đù mà thiệt anh hả như thiệt tin giả không anh Trọng ạ, hình như tin giả tao không phải biết đâu. vậy rồi, nhưng mà ý cho nó có phản ứng của người dân á, bà cục bộ đàn bà đó nha, nói thiệt thiệt hả ông nghe đó, tôi sẽ nghe báo đăng đó hả, đù mà nói gì thiệt hả, đù tôi ra tôi giác quốc ra từ nhất tôi đoán đó được, hỏi nó quýnh đó. Đó là một cụ đàn bà, bởi ta ý tao muốn nói nè, không có cái thằng phản động nào về Việt Nam mà không chết hết trơn, nó thẳng là vậy, nội người dân không là đã chết rồi, từ phụ nữ cho đến đàn ông thẳng là vậy. Mà Ở đây cái Thùy Dương về hôm nay mà tin giá nó không phải tin thật đâu anh Cầm ạ. em đấy Thì nên không về rồi đâu. ờ thì kệ cha đi, nó cũng chẳng dám về đâu, nó về đội người dân quýnh Không nó nó cũng về chết, đâu. dân quýnh Đúng cũng chết, rồi. mà ở đây không cần đàn ông nữa, đàn bà không ơi quýnh cũng chết thì được mà. Nhưng mà nói về con Thùy Dương đây, cách đây hơn 1 năm khi nó live stream, thật sự là bây giờ nó vẫn nào đúng cực kỳ là nhớ quê hương, nhớ cha mẹ.
như Nhưng mà Thị Dương nó về nó không nhớ được, thế quê là vì đó nó hương. cứ Giờ nó không làm mai live mai stream, nó nó làm có quê hương TikTok rồi sao không nhớ được. rồi. Anh cảm ơn bây giờ làm TikTok chứ nó không làm live stream nữa, làm TikTok nó nói xấu đất nước. Bởi Giờ nó làm vì TikTok. nó làm kẻ cha, nó muốn làm thì làm, mà nói ai nghe nữa. Trong này thì có thằng Nói chung là ở thằng Na Uy, có thằng thằng bộ thằng em thằng thằng gì thằng cháu chứ, nó tên gì Quỳnh Quỳnh Trương Trương Quỳnh gì đó, nó cũng ở trên trên Na Lương. Uy hả. Linh Lương chứ. À, Linh Lương ở Thụy Điển. Không, thằng Quỳnh Trương Trương Quỳnh gì đây nè, này nè, nó ở kế À bên, nó chửi cho nó quá trời quá đất luôn, mệt quá to là mệt. Ý tao muốn nói cái điều này là hầu như những người mà chống Việt Nam mình, tao cũng dùng, tao không có dùng từ chống cộng là bởi vì nó chỉ cộng nó siêu quá, bởi vì nó không hiểu được cái chuyện ông Nhã là cái gì cả, cho mình không có dùng cái từ đó, mà mình dùng cái từ là họ chống Việt Nam mà họ không biết con mẹ gì Việt Nam cả. Và hầu như đa số những kẻ chống Việt Nam đều chống về tư cách cá nhân, có nghĩa là không ăn trộm gà thì cũng đá gà, không đá gà thì cũng bông buôn bán ma túy, giống như Trương Quốc Huy đó, đại khái vậy đi. Rồi mày cũng bị bắt, cũng bị chích rồi nhốt vô cái tự nhiên thù, đủ tao cũng nói mày rồi, ghét đủ quá, bị phạm tội không à, dân là dân toàn dân phạm tội không à, không có thằng nào mà không phạm tội cả, bảo đảm mày 100%. Cái thằng nào thế mà thằng nào mà chống phá Việt Nam là thằng đó có tịch, là có tiểu sử, rồi cái gì gọi là gì ta, có hồ sơ, mà có hồ sơ gì lý lịch không có tốt, đại khái là vậy, nó hẳn là vậy. Không có thằng nào vậy, nó thằng lý lịch không tốt, không lý lịch không tốt thì hầu như nó bị gì gọi là bệnh hoang tưởng, nó hẳn là vậy. Trong khi đó đất nước Việt Nam mình có có nhiều thứ lắm, nhưng mà nhiều đứa thôi nó cũng bất thì đó mãn, đó bất mãn ở nhiều đâu, bất bất mãn cái gì, thì bất mãn cái đâu để tao nói mày rồi nè, mày không thể nào mà nhứt răng á mà mày đưa cho cái thằng bó bột cái, mày nhứt răng á thì mày mới đi làm thằng gia sĩ đâu, mày thằng đủ nhứt răng mà đi tới thằng lụa gãy xương bó bột cái lụa mày đó làm được cái gì, làm đúng nơi đúng nơi đúng điểm đúng định, mày tự nhiên mày có cái chuyện gì đó thì mày làm đơn, mày nhớ kỹ Việt Nam mày lâu quá rồi cũng quên mẹ nó cái từ làm đơn rồi, làm đơn xin cứu xét trường hợp của tôi kính gửi nơi đó có yêu cầu trách nhiệm giải quyết, ví dụ đất đai thì lên sở nhà đất, đủ giao thông thì lên giao thông, y tế thì lên bộ y tế, không đủ máy lên mạng ngồi chửi, đủ quá biết làm được cái gì, bạn cái mạng này đâu phải là cái tòa án, đủ máy ngu gì vừa cái giải quyết được cái gì. cho mấy thằng Giờ chống cộng có lên mạng này, em mới cầm nghe, em mới cầm các bạn mấy thằng chống cộng lên mạng nó nói từ quân đội, nói thằng đến 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 y tế, từ y tế giáo dục, nó nói từ giáo dục đến an sinh xã hội, nó từ an sinh xã hội sang biển đảo, từ khoan biển đảo sang tranh chấp nhà đất, rồi đấy, từ nhà đất nó chuyển sang là công an, từ công an nó chuyển sang là tư pháp, có nó còn lên 5 phút nó nói rất là thật luôn chưa chứ chưa do những chưa chưa còn còn thiếu một cái, còn thiếu một cái, còn thiếu một cái, à. rau muống ta tứ phân mà nó không chửi lên được là sao, đủ tao không hiểu sao đủ quá, tao hết biết rồi, đủ mà rau muống người ta trước khi người ta làm muống cho tốt tao có xịt phân xịt cái gì đó rồi xong rồi sau khi thu hoạch là người ta rửa đi hoặc là ta làm nó cũng chửi rồi bất kỳ Rồi còn em không hãy hiểu sao cầm nghe đi, anh nói cầm nó bảo là đấu tranh cho số đó là sở hữu được không sử dụng, nhưng mà người ta sở hữu thì người ta sử dụng tôi không đóng thuế, còn ở bên Mỹ sở hữu đóng thuế đến chết thì cầm nghe chưa. Em nghe phỉ cười, đấu tranh cho Việt Nam là rất là phải sở hữu được không sử dụng, sử dụng như vậy là lừa dân, nhưng mà ở Việt Nam nó sử dụng thì nó không đóng thuế, là ở cái nước tư bản sở hữu đóng thuế đến chết thì thuê nhà đến đất đóng đóng chọc đầu luôn. má thì bởi tụi nó khổ lắm mà nó Nghe nói nghe thì nó mắc nghe cười khổ lúc thật nào bây giờ nghe nó mắc cười, nó làm như mình không biết nước Mỹ với các nước tư bản là gì. Phải đấu tranh ở Việt Nam là phải sở hữu chứ không phải sử dụng. Nghe phỉ cười. ủa quá Mà chiều chào em thái nó làm ra ba đồng, chào Di Hiệp nhá, chào anh chị em có diễn một đàn. cái Nghe một nó mắc câu cười, tào nghe lao ông nó nói tào chuyện nó mắc lao cười. có một cái Đấu tranh con cho đang số tính đó là phải sử dụng chứ không sử dụng. hỏi 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 Mẹ bố mày 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 bị ra sao, mày bị sao không, tôi nghe người ta nói đủ quá, nghe câu đó tao ghét, tao thù cái câu nhất cái đồ, tôi nghe người ta nói đủ quá. Trời ơi thì đồ mày khổ mới bờ thiệt cái đồ, tao tao ghét cái chữ đó tao, bởi tao không có ưa cái đó mà tao chẳng bao giờ lên mấy cái diễn đàn cờ chứ, là bởi vì đủ nó có biết gì đâu nói, mày nói tại tao đúng, nói nhắc bố lại cần một lần nói nữa là lại nói không biết gì là hết. phải có sách, mách thì phải có chứng, phải có từ
tư liệu, phải có hình ảnh, phải có nguồn, là phải có đâu ra, ai ký thì quyết định gì, đưa chân bằng cớ ra, mọc đỏ đâu, đâu có thật đâu. Không có cả, tôi nghe người ta nói, đủ mà nghe nói, đi xì bố, đi cũng quá. Cười. Tào lao. Thôi thì em lên chơi chút về, em xuống anh cầm nhá. Anh cũng nói ok, chào anh chị em nhá. Rồi, rồi. Rồi, anh đi mua mấy bông, mấy cái bông, ủa bông legend mà vô trong shop lúc mua mắc lắm, đủ mà thứ 10, bữa nay nó bán thứ 20 mấy đồng, 20 đồng đó lên, được có 4 cây à. 4 cái cây hoa legend, biết không, hoa giống như hoa là càng đó. Hoa legend gì đó, đại khái mắc lắm, đồ ở Việt Nam, hoa rẻ thấy bà luôn, mua chậu, 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 đồ. Ok, vậy thôi, tạm biệt mọi người nha. Mình buồn quá, thấy tụi nó sơm tụ quá, nó làm mình tức quá.